Mình đi vào cái mục đầu tiên của mình, đó là so sánh cái Blender với lại ZBrush. Blender khác với lại ZBrush về mặt sculpting. Thì trước khi mà nó khác về sculpting thì nó đã khác về rất nhiều thứ về mặt cái software design của nó rồi. Thì bạn tại vì bản thân thằng ZBrush thì nó làm những cái thứ công năng của ZBrush thì nó nhỏ hơn nhiều so với lại Blender. Blender nó những gì ZBrush làm thì nó chỉ là một cái tập hợp con của những gì Blender có thể làm, đúng không? Blender mình có thể có FX, hoặc Blender mình có compositing, còn và mình có node editor, mình có cả video editing, phải không? Nếu không nhớ không lầm, mình có cả UV, rồi có auto cả texture, rồi vân vân. Nói chung là có cả cái model mà low poly, polygonal modeling, vân 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 vân. Thì scripting, Python vân vân, vậy thì rất là nhiều. Thì Blender nó bự hơn, dùng cái màu kem ở đây. Rồi, Blender thì nó bự hơn ZBrush rất là nhiều. Nên là lúc mà design ZBrush thì mình thấy được rõ ràng là cái quyết định của họ về cái chuyện trước tiên là cái navigation ở trong cái viewport. Thì những cái thằng software khác 3D thì lúc nào nó cũng gọi cái view 3D, cái view camera của nó là viewport, nhưng mà ZBrush lại không hề gọi cái đó là viewport. ZBrush gọi là canvas. Thì là đã thấy là cái philosophy của ZBrush lại khác với lại những cái software 3D khác, đúng không? Nó gọi là canvas. Thì là nếu mà bạn nào nếu mà bạn nào có theo dõi hoặc là có biết cái tiểu sử của ZBrush thì ngày xưa nó đã còn bị nó mất cái này. Anh đang mở Maya lên cho nên nó bị mất cái pressure nhất thời. Rồi mình quay lại, bạn nào có theo dõi cái tiểu sử của ZBrush thì là nó ngày xưa là nó hoàn toàn dự tính cho cái môi trường 2.5D cho dân illustration. Và nguyên cả 20 năm qua thì nó vẫn còn giữ cái điều này trong cái philosophy của nó rất là nhiều. Cái công nghệ của nó là cái công nghệ pixel, pixel logic đó. Thế cho nên là khi mà sở dĩ vì sao mình nói những cái điều này là tại vì khi mà ZBrush nó quyết định là cái môi trường của nó là cái canvas đó, thì nó không muốn mình phải bấm nút alternate, đấy là không không muốn mình phải bấm nút alternate và là kết hợp với lại ba phím chuột thì mới navigate, mới xoay được cái viewport 3D. Hầu như tất cả những cái software 3D khác như là Maya hay là Blender hay 3ds Max thì hầu như là mình phải xài ba phím ở trong con chuột, thì là nó may quá, không biết là trùng hợp hay là dĩ nhiên là chắc là không phải trùng hợp đâu. Mình có ba phím chuột thì nó sẽ thường sẽ đi với lại ba cái tính năng cơ bản của cái chuyện mình di chuyển ở trong cái view 3D, đó là gì ha? Là tumble, là zoom và là pan. Thì cứ alternate mà cộng với lại một phím chuột thì là thành ba tính năng này. Thì hầu như là Blender, Maya và Houdini thì nó làm cái chuyện đó, nhưng mà ZBrush thì nó quyết định là không. Bây giờ mọi người chỉ cần bấm thẳng cái chuột trái hay là cái viết vào trong màn hình, miễn là đừng có bấm vào cái model không thôi á, thì mình đã xoay được cái viewport rồi. Rồi mình đang nói thì các bạn có thể cảm thấy nó dài dòng, nhưng mà anh nói là nó có lý do, tại vì cái vụ alternate này nó dẫn một hồi tới cái câu chuyện là vì sao lát nữa ở trong cái scope của Blender. Thì nếu mà trong Blender đó, bây giờ cái câu chuyện thì nó cũng lằng ngoằng. Blender ngày xưa thì mọi người, có những người vừa mở Blender vô thì gọi là siêu ghét luôn, gọi là chửi bới tùm lum hết. Bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa Blender select bằng chuột phải thì nó là nguyên cái tiểu sử, lịch sử rất là dài của Blender là select bằng chuột phải, trong khi tất cả mọi người đều select bằng chuột trái. Và tiếp theo nữa là Blender mình xoay 3D đó bằng chuột giữa. Ok, thì mình đang nói về software nhưng mà mình lại bắt buộc lại phải nói về rất nhiều về những cái quyết định của khi mà họ thiết kế software, tại vì mình là người dùng và mình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những quyết định này. Ok, thì mình hồi xưa thì Blender nó navigate bằng chuột giữa và select bằng chuột phải, vân vân. Thì sau này thì những cái
cái nhóm mà develop chính thức của Blender thì họ cảm thấy cái này là một trong những cái mà block những cái người người mới, ok, nó block những cái người newcomers. Cho nên là họ quyết định là ok, bây giờ thì ai muốn xài, ai mà dân xài Blender lâu năm chuyên nghiệp rồi thì vẫn có thể xài cái này. Còn nó offer một cái mới toanh, gọi là industry industry standard. Okay. Thì sở dĩ là trước cái ngày mà nó có không có trước cái ngày mà nó có industry standard, nghĩa là nó không hề có ý định là tụi ta sẽ phải đi theo cái stem cái tiêu chuẩn của công cái ngành công nghiệp. Tại vì nó là software free và nguyên cái chữ mà nó phát triển từ open source của nó đó, thì nó không cảm thấy là nó phải đi theo những cái quyết định của những cái công ty lớn, những cái hãng lớn như là Autodesk hay là SideEffects như vậy ha. Okay, thì nhưng mà với cái sự xuất hiện của industry standard là cái cách mà mình được phép navigate bằng Ethernet cộng với lại bàn phím chuột mình xài được trong Blender đó, thì dạng như đó là một cái bước đi mà chủ đích là để cho welcome một cái bước để welcome rất là nhiều người mới vào xài Blender. Thì thật ra là nó có nhiều trường phái, bản thân một cái người mà thầy mà anh rất là nể thì hồi đó ổng đã là rigger siêu giỏi ở trong Maya rồi, và ổng chuyển sang ổng lập một công ty và ổng focus vào cái tech cho Blender. Thì ổng viết những cái bài blog để nói về cái chuyện là thực ra khi mà ổng khuyên là khi mà xài Blender thì nên xài theo cái vụ select chuột phải và navigation mà chuột giữa này, để mà hiểu được cái cách, nghĩa là nó là cái lập luận của ổng là mình nên gọi là đặt chân của mình vào cái đôi giày của cái người thiết kế software Blender để mình hiểu được vì sao họ lại chọn làm cái chuyện đó. Ok, nhưng mà anh cũng ok, cũng nghe lời ổng, anh cũng thử thử cũng ok, cũng quen được, không sao. Thì đó là một trường phái nữa. Dĩ nhiên là nếu như mà những ai đã quá quen xài Maya và đã quá quen xài những software khác và thực sự là không muốn đổi thì bây giờ mình có thể xài cái bộ này. Và dĩ nhiên là ở đây có một số bạn cũng đã thử xài cái bộ này rồi, nhưng mà bước vô xong bước ra vẫn chửi fuck you. tại vì hiện tại thì nó vẫn bị ở dạng là phải chọn một trong hai, tức là cái để anh giải thích cái chuyện phải chọn một trong hai ở đây rồi, thì cái đó nó sẽ gọi là cái sẽ cái input, mà nhớ một lần. Ok, gọi là cái in à không, gọi là key map, hay là hotkey thôi. Gọi key map. Hay là hotkey á. Hotkey hay là shortcut, ví dụ vậy, cũng giống nhau thôi. Okay. Shortcut về mặt bàn phím, keyboard shortcut. Thì mình có cái bộ của Blender và mình có cái bộ gọi là industry standard. Thì bấm giờ để xem là có bị nói huyên thuyên quá hay không. Sao các bạn có thấy nói bị vậy, bị huyên thuyên quá không? Thì mình sẽ sở dĩ là mình nói như vậy thì chắc là phải một hồi các bạn mới thấy được cái giải thích. Thì nếu mình chọn cái preset, cái key map, cái bộ key map Blender, thì tất cả những cái phím khác, chẳng hạn như xóa thì sẽ là nút X, vân vân. Ok, còn ở bên industry standard đó thì dĩ nhiên là xóa vẫn là nút delete hoặc là nút backspace, cái nút mà nút lùi vậy này, hoặc là delete, ok, thì sẽ là xóa. Và chẳng hạn như là soft selection ở trong Maya thì nó sẽ là nút B đúng không? Ok, ở trong Blender xài bên bộ này nó sẽ là nút O, nút O thì là soft selection. Nó không gọi là soft selection nhưng mà gọi là proportional. Thì nó cũng cùng một concept. Cái quan trọng là mình sẽ muốn cảm thấy là ok, nó gọi khác nhau vậy thôi nhưng mà nó cùng là một cùng một concept. Thì bên này, bên Blender nó gọi là proportional selection, nếu anh nhớ không lầm. Ok, thì tức là một khi mà mình đã chọn Blender là A hay là chọn industry standard là B thì mình bị
không những là chỉ là navigation cái cam ở trong viewport không thôi đâu, mà nó đi kèm với lại một chục 100 những cái phím khác nữa để mình làm những cái chuyện như là nối cạnh hay là cắt cạnh của chuyện là mình model polygon á. Trân hỏi là Blender có giảm lót được hay không. Thì cái khổ là vậy, nó không phải chỉ là navigation bằng chuột giữa hay là chuột hay là select bằng chuột trái hay chuột phải vân vân, nó còn đi kèm với lại cái rất là nhiều những cái phím mà nếu mà mình đã đi từ những cái software khác thì mình cũng trông mong, mình cũng expect là nó phải consistent. Ok, thì ở đây có trường có tâm sự với anh là trường đã thử chọn cái bộ industry standard và cảm thấy là nó là một sai lầm, tại vì tất cả mọi tool Blender ở trên YouTube thì nó chỉ phím tắt bằng cái bộ phía bên này, phía bên bộ A này. Ok, thì cái bộ industry standard thì rất là tiện cho những người như trường với anh, đó là đã xài Maya rất lâu rồi, cả chục năm ví dụ vậy, hay là xài ZBrush cũng cũng lâu rồi luôn. Thì thì cái bộ bên này thì những ai đã đi từ background là xài Maya, xài ZBrush cả chục năm thì rất là hớn hở, nhưng mà bước vô thì rất là đau khổ, tại vì tất cả những cái tutorial ở trên YouTube thì nó đều nói là à mày muốn làm cái này thì mày bấm nút ví dụ vậy, thì nó đều là của cái bộ phía bên đây bên trái này. Ok, thì bây giờ phải làm sao, bây giờ phải làm sao, khó quá luôn. Nhưng mà mình luôn luôn nhắc lại Blender nó siêu mạnh và nó lại nhất là nó free. Thường thì với cái chuyện mà ở Việt Nam mình thì vẫn vẫn hack hay vẫn torrent thì là cái chuyện vẫn là bình thường. Thì nhưng mà khi mà nó free thì mình cũng dễ xin cài ở trong những cái môi trường studio, chẳng hạn như là nếu mà bạn nào làm trong môi trường studio nước ngoài, studio mà nó nghiêm ngặt đó, thì nếu mà mình muốn xin thêm cài Blender thì rất là dễ, tại vì nó free. Và tiếp theo nữa là nó rất là nhẹ, nó cực kỳ lightweight luôn. Một cái bản cài khoảng 100, hồi xưa nó có 80 MB thôi, mình tưởng tượng trời, nó thiết kế software kinh khủng 80 MB mà nó có luôn cả effects, nó có luôn cả compositing, note editor tùm lum tà la, 80 MB mà cài siêu nhanh. Bây giờ thì nó khoảng 120 MB đâu đó. Còn Maya hả, 4 GB. Houdini thì khoảng 1,5 GB. 3ds Max thì sao? 3ds Max 8 GB. Thấy mọi người hay diễu là ồ 8 GB thì phải rồi, tại vì nhiều bớt lắm mà, trong đó bớt toàn bớt không là bớt, thì 8 GB thì đúng rồi. Thì đây xin lỗi nha, đây có xài ai xài 3ds Max không? Sẵn nói tới đó, có một cái màn ti tiện đó là cái những người rigger mà anh follow ở trên Twitter đó, thì họ hay giỡn là trời ơi animator ơi, là anh hoặc viên ơi, là nói với lại đồng nghiệp ở trong công ty đó là tao sẽ rig cho mày, mày muốn gì tao cũng rig cho mày hết, mày muốn cái gì tao cũng chiều hết, nhưng mà tao sẽ không bao giờ rig trong 3ds Max cho mày hết. Okay. Rig 3ds Max thì quên đi. Rồi thì mình thấy là cái nó cực kỳ lightweight, cài rất là nhanh, và thì dĩ nhiên là 3ds Max vẫn còn một cái cộng đồng rất là lớn phía bên Hàn Quốc và Nhật Bản, Japanese, họ vẫn còn đang đang dùng rất là nhiều. Thì và nó càng ngày nó càng mạnh á, nó làm được những chuyện mà thật ra lúc mà anh bước vào thì anh thấy là có những thiết kế thực sự nói là nó có những quyết định nó làm có vài điểm nó còn hơn cả ZBrush nữa, đang làm hay những quyết định về mặt design trong software của nó. Và mình quay lại cái vấn đề là nó là một cái tổ chức open source, đặt trụ sở bên Hà Lan. Hà Lan các bạn biết là một cái trung tâm của tư bản, các bạn tư bản sẽ ở Hà Lan, và nó rất là tiến bộ trong rất là nhiều cái khoa học kỹ thuật lẫn dĩ nhiên là về mặt xã hội nữa. Thì Netherlands. Ok, thì cái Blender Foundation nằm ở bên đó, và bản thân họ có cái philosophy của họ đằng sau cái chuyện open source lẫn giữ cho nó free. Ok, bản thân cái ông founder này vẫn còn sống. Và sở dĩ mình đang nói lại chuyện này là tại vì mình thấy là cái sức sống của nó rất là mạnh đó. Tức là nó muốn cái movement free free này, nếu mà thực ra thì nó không phải chỉ là free về mặt tiền đâu. Cái mà họ đuổi theo đó là cái có cái quyển của những cái ông của cái ông mà gọi là rất là
trọng yếu ở trong cái movement của GNU đó, là những cái software mà quyết định là free đó, thì ông cũng xuất bản một quyển sách là tên là Free as in Freedom. Tại vì cái chữ free này thì nó có hai nghĩa, một là miễn phí và hai là tự do. Thì ông xuất bản một quyển sách là Free as in, ông là người viết software nữa, thì ông kêu là Free as in Freedom, tức là chữ ở đây là chữ tự do chứ không phải chữ miễn phí. Thì nói sơ qua ở chỗ là bản thân họ và cái cộng đồng họ, họ có một cái philosophy đằng sau, và họ đuổi theo những cái, hay là chạy theo những cái philosophy đó rất là bền vững, và người ta, và nó lại nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Có những người nếu mà developer họ ban ngày họ làm những cái job của những công ty rất là lớn, họ rất là giỏi, rất là chuyên nghiệp. Nếu mà bạn nào chưa biết về cái vụ open source này thì anh giải thích nhanh, đó là cái open source này thì có những người đó mình đang nói là developer ban ngày họ là dân siêu chuyên nghiệp luôn, kinh nghiệm cả chục năm, nhưng mà buổi tối về ví dụ vậy họ sẽ đóng góp vào những cái project open source này, họ sẽ fix bug, họ sẽ thêm tính năng mới và họ collab với nhau. Họ collab với nhau những dự án rất là bự, mà nó collab vào trong một cái môi trường mà cái thành quả đó sẽ không thể nào có được nếu như mà nó lại được, nếu như mà nó được, ngay cả khi nó được nuôi dưỡng ở trong cái môi trường corporation đó, cái corporation cái này đây, nếu mà nó được cả những corporation họ muốn nuôi dưỡng cái điều đó thì lại họ lại cũng không đẻ ra được những cái thành quả như là những cái dự án open source luôn nữa. Thì các bạn thấy là có những cái thứ ở trong, nếu mà bạn nào đã đụng với Maya, có những thứ của Maya mà cả chục năm rồi nó không fix, bạn tưởng tượng được không? Nó là software mà người ta phải trả tiền cả ngàn đô mà cả chục năm rồi nó không fix nghe. Thì cái sự thay đổi ở trong cái corporation nó tới rất là khó. Và nó có những nói về mặt Maya rồi thì anh tại ngay ngoài lề chút xíu, đang nói về Blender thì khó lòng có thể nào không nói về Maya. Thì Maya nó có những cái khi mà mình anh được một coding đó, thì các bạn sẽ hiểu là nó có những cái mà rất là nhiều người dân lão làng ở trong viết code đó, thì có những cái quyết định về 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 cái hạ tầng bên dưới code của Maya, đó là những cái quyết định mà ngày xưa 20 năm trước thì nghe cảm giác là hay, nhưng bây giờ nó hết hay rồi. Ok. Ý là những cái quyết định ở trong design về mặt code của Maya, có những quyết định nó đã 20 năm tuổi rồi. Mình nói lại, 20 năm trước nghe ID nó thấy hay hay, mà bây giờ nó hết hay rồi. Thì bây giờ nó đang bắt đầu phải trả giá về những cái quyết định tới bây giờ mới bắt đầu thấy được quyết định hồi 20 năm trước cũng không còn hay lắm nữa đó. Thì nó là dĩ nhiên là nó luôn luôn vẫn đang cố gắng develop, vẫn luôn luôn cố gắng phát triển, nhưng mà nó bị block, tại vì nó có một số cái sâu của cái kiến trúc bên dưới của cái software đó mà nó không thay đổi được nữa, tại vì mọi thứ đã được build lên trên cái nền sâu nhất của nó đó. Ok, thì trừ phi là phải viết lại hết thì cũng là một chuyện kinh khủng. Blender không, ông founder thì ông chỉ là dạng như là cái ông nhạc trưởng thôi, còn lại thì ra thì những cái nhóm developer thì nhóm developer thì họ cũng rất là tự chủ và có cái độ autonomous của họ. Okay. Thì ok, anh đang cố gắng nhìn lại sở dĩ vì sao anh đi một vòng vòng một hồi thì đang tới cái ý này rồi. À, mình rất là muốn, mình rất là cách à, hiểu rồi. À, để mình nói lại vì sao nãy giờ mình đi một hồi nó tới đây. Thì là cái này là cái khó khăn của mình. Cái khó khăn hay là cái cản trở đi. Cản trở là gì? Cái hassle. Ok. Thế là cái khó chịu. Khó chịu khi mà tại vì bây giờ phím tắt phải chọn một trong hai bộ này. Chọn bộ này thì phải navigate bằng chuột giữa. Chọn cái bộ A bên tay trái này thì phải navigate bằng chuột giữa. Chuột giữa không thôi thì là xoay, shift thì là pan đúng không? Còn zoom thì là control nếu anh nhớ không lầm. Để test lại coi. Chuột giữa, mình đổi sang cái bộ Blender. Input navigation keymap. Keymap ở qua Blender. Và anh thử reset load factory preferences. Rồi, save. Thì đây là chuột giữa, chuột giữa. Thì là sẽ xoay, shift là pan và control là zoom, control và chuột giữa là zoom. Ok, thì tức là nếu như mình chọn cái bộ bên này với tất cả những phím tắt mà trên tutorial trên YouTube họ chỉ đó,
thì mình sẽ phải navigate bằng trục giữa, trừ phi là mình phải tự mod lại mod. Còn nếu như mình chọn cái hướng đầy hứa hẹn ở bên này đó, hồng tươi tắn đi, đầy hứa hẹn ở bên này thì mình có thể navigate siêu nhanh luôn, tại vì mình đã quen, mình đã có sẵn cái muscle memory. Thì mình sẽ nói về cái vụ muscle memory này nữa, tại vì okay, mình đã build up bao nhiêu năm cái chuyện là những alternate rồi ba nút chuột mình xoay ở trong camera, trong trong viewport siêu nhanh luôn. Thì nếu mà mình muốn xài cái bộ bên này thì mình phải có một cách nào đó để mình cái lý tưởng là mình setup lại được, mình confirm lại được cái bộ phím tắt theo ý mình muốn thì là xong. Thì mình sẽ khai thác được tất cả những điểm mạnh. Thì bây giờ mình đang khi này mình đang nói là ok, mình có cái điểm này khó của Blender, và nhưng mà mình vẫn muốn khai thác nó, tại vì nó có quá nhiều điểm thú vị và hấp dẫn đi nha. Ok, và những cái studio ở trên thế giới thì nếu mà nó là software free và bản thân studio nào thì cũng muốn hạ giá thành và cut cost, thì công nghiệp mà thì càng ngày họ sẽ có một cái nhu cầu cho những người biết xài Blender. Cho nên là nếu như mình ở trong cái ngành nó thay đổi liên tục như vậy thì mình cũng phải tỉnh táo để thấy được là cái Blender nó đang là một cái movement như vậy. Rồi thì là nguyên cái nói nãy giờ thì là save lại, phát save lại cái bản mischief này, save desktop đi. Blender versus everything else. Everything else. Ok. À, định coi pin 60% pin cam. Good. Rồi các bạn có comment gì không? Trước khi mình đi qua cái điểm tiếp theo. Điểm tiếp theo là mình nói về cái chuyện mình vẫn đi tiếp, mình đi tiếp cái vụ navigation này. Ok. Thì cái navigation nãy giờ mình nói đó, navigation. Okay. Thì bây giờ bên bên Blender thì anh nói từ cái quyết định của anh ha. Quyết định của anh sẽ là sau khi mà anh đã xài thử, anh cũng đã bỏ thời gian anh học cái nút chuột giữa để navigate, anh cũng không có ngại. Có một chuyện khi mà nói về cái này thì là cái chuyện là mình phải tin là cái não của mình nó có cái mức độ là plastic plasticity. Tức là nó plasticity là cái chuyện mình có thể shape lại nó, mình có thể nắn nó lại một cái hình dạng khác, và cái chuyện nó có thể thay đổi. Mình phải tin là não mình nó có khả năng adapt, nó có khả năng thích nghi với lại cái yêu cầu mới. Tại vì nhiều khi á không hẳn là một cái thứ mà nó khó, mà tại vì mình không 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 tin lắm là mình có thể làm được á, cái mình không làm luôn. Thì anh tức là bản thân anh đi học thì trong cái dạng như là psychology 101. Ok, psychology 101. Psychology 101 thì họ sẽ nói về cái chuyện là plasticity của não bộ. Thì dĩ nhiên là càng về già thì cái độ nó càng giảm. Dĩ nhiên tất cả những gì mình học hồi hồi teenager hồi nhỏ thì nó vô nhanh lắm, và mình cũng học được nhanh nữa, dễ, nhưng mà nó vẫn còn. Dĩ nhiên là mình thấy là bản thân những cái software đấy là một cái hotkey gì đó mình đổi, thì giai đoạn đầu xài thì nó cũng khó chịu, cũng muốn chửi này kia đó, nhưng mà nếu như mình xài một hồi thì nó có build up cái muscle memory. Thì thường thì họ sẽ hay so sánh với lại cái chuyện mình lái xe, đúng không? Nếu bạn nào ở đây không biết có ai giàu đi học lái xe hơi không, có hồi đó trong thì lúc mà mình lái xe á, thôi bây giờ mình nói chuyện hồi xưa mình học lái xe máy đi. Lái xe máy thì mình phải nhớ là ok, chân bên trái là đạp. Anh lâu rồi em đi xe số quên mất tiêu rồi. Bên trái là chân số đúng không? Bên phải là chân thắng phải không? Đúng rồi, chân trái là chân số, chân phải là chân thắng. Tay thì là thắng, thắng trước thắng sau. Okay. Thì cái ngày mà mình phải học lái xe đó, cái mình nếu mà gọi là đúng chuẩn thì mình phải nhớ là mình phải nhìn gương chiếu hậu để xem người ta có đang vượt lên phía tay phải của mình hay không. Rồi mình còn phải nhớ là rồ ga làm sao, rồi phải để số mấy xuống dốc thì sẽ số mấy. Thì cái khoảng thời gian đầu mình học ở đó mình cảm thấy là 1 tỷ thứ để mình nhớ. Nhưng mà rồi tới một ngày mình bây giờ mình lái xe mình đâu có còn phải quá cực khổ về những cái chuyện đó nữa đâu. Với là mình lái mà nó bay dèo dèo leo lề rồi xong rồi cái tai nạn giao thông rồi trốn cảnh sát rồi vân vân. Tức là
tất cả những cái mà hồi xưa mình phải cực kỳ để ý thì tới một ngày nó build up thành thành cái second nature của mình rồi thì nó rất là dễ. Nếu như mà mình tin vô cái chuyện đó đó thì mình có thể học được những cái mới mà mình đỡ sợ hơn chút xíu. Thế thì với Blender thì anh quyết định là anh xài cái navigation như là navigation của industry standard. Nói về mặt navigation ha. Ok. Thì cái đó là cái mà anh quyết định, đó là xài nút alternate cộng với lại ba nút chuột để xoay trong cam. Đây là alternate. Ok. Như vậy thì chuột trái chuột giữa chuột phải ví dụ. Ok. Rồi thì khi mà đi từ cái design từ từ cái quyết định này đó thì là anh bị mất nút alternate rồi. Mình mất nút alternate. Mà nút alternate này là một cái nút siêu đặc biệt ở trong ZBrush. Phải không? Nếu mà có ai học trong cái khóa mà dạy ZBrush của anh thì anh luôn luôn là dặn cho các bạn ở đầu tiên cái khóa đó là đối với lại ZBrush thì nút alternate nó rất là đặc biệt. Thì ở trong ZBrush thì họ cái người thiết kế ZBrush họ quyết định là alternate nó mang hai nghĩa, ví dụ như là nghĩa là negative. À, cứ cứ cái gì mà cộng với lại alternate thì sẽ thành cái phép toán cũng phép toán đó thôi nhưng mà theo cái hướng âm. Ok. Còn hoặc là alternate ví dụ vậy. Okay. Nhưng mà chủ đạo là cái concept về mặt xài nút alternate ở trong ZBrush. Thì chẳng hạn như bây giờ một cái cọ mình tạc, mình đang thêm đất sét vô ở trong ZBrush thì mình cứ thêm có chuột trái để mở ZBrush lên. Cái chuột trái thì là thêm, còn nếu mình muốn lấy bớt đất sét đi thì mình nhấn alternate rồi mình cũng tô thì là nó lấy bớt đất sét đi. Thì nhưng mà bây giờ bên Blender mình lại xài cái bộ alternate để cho xoay cam rồi thì mình không còn không phải là mình nữa mà là bản thân những cái người thiết kế cái bộ industry standard này họ cảm thấy là chết rồi, mình đâu có nút alternate để làm được cái điều chuyện giống ZBrush nữa đâu. Thì ZBrush sẽ bây giờ mình muốn trừ đi thì sao? Bây giờ mình muốn đắp đất sét thì là trục trái như bình thường, giờ muốn lấy trừ đi thì là trong Blender quyết định là tương đương với lại lấy đi bớt đất sét đi ở trong Blender sẽ là nút Control. Ok. Thì tức là nó có lý do, phải không? Nếu mà một khi mình hiểu á, lúc mà anh chưa hiểu á thì anh chửi. Xin lỗi. Đờ mờ. Tại sao tôi đã quen ZBrush lấy cọ, lấy bớt đất sét đi là nút Alternate? Tại sao bây giờ vô Blender tôi lại phải quen cái chuyện là lấy bớt đất sét đi là control? Vậy thì là giống mất bắt xuống lại Maya hết. À Maya em lấy bớt đi cũng là control hết. Ok. Thì scope ở trong 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 Maya nó cũng đã có vậy rồi. Okay. Thì là anh quá quen với lại cái chuyện scope trong ZBrush cho nên là lúc mà khi mà lấy bớt đất sét mà không phải là nút alternate thì anh kiểu như cũng bị đổ bạo. Nhưng mà sau khi anh hiểu là nút alternate mình đã xoay cam hết rồi thì lấy đâu mà còn trừ đi nữa, cho nên là muốn lấy bớt đất sét thì là nút control. Ok. Vậy nếu mà Trường đã từng dùng me hay là mudbox để scope xem anh không thể nào hai này. Ok. Mình sẽ ignore nữa. Rồi nếu mà đã quen cái chuyện đó thì mình sẽ không khó chịu lắm với cái vụ dùng control để nút trừ. Như vậy thì sẵn đây những bạn nào chưa bao giờ vào trong Blender để scope thì đây đây là cái khác biệt trước tiên mà mình thấy là nếu mà mình muốn cho vào cái mode âm của Blender thì là thêm nút Control ha. Là sẽ là cái mode âm của nó đó rồi. Ok thì có những thứ kéo theo, mình đã quyết định xài cái bộ Industry Standard này thì nó kéo theo cái chuyện này là mình xong cái phần navigation. Và lát nữa thì mình nói tới sau cái này thì mình nói tới cọ. Ok. Để anh đang mở ZBrush lên. Ok. Và lát nữa mình sẽ demo một cái gì đó. Và bây giờ mình nói về cọ. Rồi, thì cái như vậy là sau cái vụ mốt âm này là cái một điểm khác biệt. Mình nói về cọ.